Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án EXPECT. Dự án này sẽ phát khoảng 20 đô la cái token này. Thì cái token này là sử dụng mạng BSC. Đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký cho mình cái thông tin ở đây. Create chứ. Đã có đó mà log in. Đăng ký này, đây là name nhá. Name và surname. Username là tên đăng nhập, email. Ở dưới này các bạn đánh mật khẩu nhé. Ở đây các bạn chọn country là Việt Nam, ấn vào chọn thôi nhé. Ấn sign up. Con này thì chưa cần phải KYC gì đâu. Chỉ là các bạn xác minh cái email cho mình nhé. Email nó về đây. Đấy, các bạn chờ một ít là nó về này. Các bạn dán code vào đây cho mình nhé. Submit. Price của nó là 0,5 đô la. Show you. Bounty airdrop ở đây này. Có phải bay biết gì không? Các bạn chờ một ít nhé. Chưa có gì cả. Ok, các bạn chatbot này. Start. Join airdrop nhé. Các bạn sẽ nhận được 6 token. 6 năm 30 à? 3 đô. À, 40 token chứ. 40 token, 4 5 4 20 là 20 đô la và 6 token cho một rep. Đăng ký website Flow Trader và rep trên lại pin post. Các bạn vào đây. Tiếp theo là theo dõi hai cái Telegram và theo dõi Medium thì các bạn sẽ ấn vào đây thôi, theo thôi. Đây, Flow. Mọi người sẽ lái. Nó cũng đang bán ở đây này mọi người. Red Twin. Submit. Website các bạn dán email của mình vào nhé. Đăng ký bằng email này thì mọi người sẽ dán email này. Red Twin pin the post và dán vào profile. Mọi người vào đây copy. Profile này. Join channel các bạn ấn vào join. Quay lại join tiếp nhé. Rồi, don. Theo dõi Medium và dán tên vào đây cho tao. Đây, Medium ở đây. Mọi người vào đây copy lấy profile link nhé. Đây, ấy, mũi đốt. Trời ơi, để im cho tao làm cái nào. Đây. Copy, dán vào đây nhá mọi người. Đấy, cuối cùng là ví nhá. Các bạn sử dụng ví BEP20. Đây, thì nó vẫn là cái ví này thôi mọi người nhá. Đấy, ở trên MetaMask nó là một ví thôi. Còn khi mà sử dụng thì các bạn đổi mạng thôi nhá. Nó vẫn là ví đấy thôi. Cho nên mọi người đừng có thắc mắc tại sao ví nó trùng nhau nhá. Nói rồi đấy. Đấy, như thế là xong nha các bạn nhá. Đây là link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Cái dự án này mình check cũng khá là ok nha mọi người. Không biết là ngày sau này nó sẽ list cái sàn nào. Nhưng mà một số sàn lớn là PancakeSwap hoặc là BerrySwap hoặc là cái gì nhỉ? Chuối rồi cam rồi quýt cái gì đấy. Cái nhiều sàn lắm, ở trên PancakeSwap lắm. Có cả stake à. Tức là mua về sau stake nhận lãi ấy. Chưa có pool đâu. Ok, thì như thế là mình đã hướng dẫn xong cái dự án này rồi. Expert token nhé các bạn nhé. Tổng cung là 100 triệu. Ôi, nó cũng sale được 54,19 rồi đấy này. Đấy. Ok, bạn nào mà thấy hứng thú với dự án này và muốn đăng ký và tham gia cái dự án này thì các bạn có thể
đăng ký bằng cách ấn vào link mình để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng hiển thị thêm ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Đây nó có thông tin về iDrop ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé.